chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ năm ngày 26 tháng 10 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh Hưng Yên từ năm 2021 đến nay. Khẩn trương khắc phục sự cố sạt lở kênh tiêu cống Võng Phan, huyện Phù Cử. Đoàn cán bộ tỉnh Long An làm việc tại tỉnh Hưng Yên. Di rời mồ mả để phục vụ mặt bằng thi công dự án đường Tân Phúc Võng Phan qua huyện Tiên Lữ. Chế độ dạy thêm cho giáo viên thấp chưa tương xứng với ngày công của giáo viên. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đoàn kiểm tra của Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh Quân khu 3 kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng và an ninh tại Hưng Yên từ năm 2021 đến nay. Tiếp vào làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Quốc phòng An ninh tỉnh, Đại tá Tô Thành Quyết, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Giáo dục Quốc phòng An ninh tỉnh. Từ năm 2021 đến nay, Hưng Yên mở 9 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho trên 600 cán bộ thuộc đối tượng 3, chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố bồi dưỡng được trên 6.000 cán bộ thuộc đối tượng 4, giáo dục quốc phòng an ninh cho trên 90.000 học sinh trung học phổ thông và sinh viên các trường đại học trên địa bàn. Công tác phổ biến kiến thức quốc phòng an ninh cho toàn dân có nhiều chuyển biến tích cực. Hình thức tuyên truyền ngày càng đa dạng phong phú, góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp các ngành, cán bộ đảng viên và nhân dân về quan điểm chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác giáo dục quốc phòng và an ninh. Thiếu tướng Hà Tất Đạt, Phó Tư lệnh Quân khu, trưởng đoàn kiểm tra đánh giá cao những kết quả, thành tích công tác giáo dục quốc phòng an ninh, đồng thời đề nghị Hội đồng Giáo dục Quốc phòng An ninh tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai các văn bản liên quan đến công tác giáo dục quốc phòng an ninh, thường xuyên kiện toàn Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh các cấp, chủ động rà soát, nắm chắc số lượng, phân loại đối tượng cần được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về quốc phòng an ninh. Sáng nay, Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Tô Hiệu Hưng Yên tổ chức lễ khai giảng năm học 2023-2024. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Năm 2022-2023, Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Tô Hiệu đào tạo 860 học sinh sinh viên, trong đó tuyển mới được gần 360 học sinh sinh viên. Các nội dung giảng dạy đáp ứng yêu cầu đào tạo và quản lý học sinh sinh viên, tập trung vào các ngành nghề theo định hướng của tỉnh và nhu cầu của thị trường lao động, theo đơn đặt hàng của các doanh nghiệp. Phát biểu tại lễ khai giảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng yêu cầu năm học mới, nhà trường cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ cơ bản như cần đổi mới chất lượng đào tạo để tạo chuyển biến rõ nét trong giáo dục, đa dạng phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại tư duy, xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên phải thực sự tâm huyết với nghề, thường xuyên nâng cao bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm. Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Tô Hiệu Hưng Yên cần tăng cường chủ động liên kết, phối hợp với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong việc tuyển sinh đào tạo, tiếp nhận lao động sau đào tạo đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động, nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo, nhất là đào tạo nhân lực chất lượng cao theo hướng ứng dụng thực hành thực tập, đảm bảo đáp ứng nhu cầu nhân lực có kỹ năng cho thị trường lao động. Thường xuyên rà soát các ngành nghề đào tạo để điều chỉnh đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động, kiện toàn bộ máy tổ chức nhân lực đảm bảo hoạt động hiệu quả theo hướng hoạt động tự chủ. Riêng đối với học sinh sinh viên cần phải chủ động sáng tạo tiếp thu bài giảng một cách hiệu quả nhất. Ngoài việc học nghề cần nâng cao trình độ văn hóa để áp dụng vào thực tế. Sáng qua đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đi kiểm tra cho ý kiến chỉ đạo xử lý sạt lở kênh xả tiêu cống Võng Phan trên địa bàn huyện Phù Cử. Trong tháng 8, tháng 9 vừa qua, lượng mưa nhiều, nước mưa dồn về trạm bơm Võng Phan lớn, kết hợp nước sông luộc dâng cao, buộc trạm bơm Võng Phan phải vận hành tiêu động lực ra ngoài sông. Sau khi nước rút, phát hiện mái sông luộc tại cửa ra của kênh xả tiêu hình thành cung sạt lấn sâu vào bãi sông. Hai máy ta luy của kênh xả tiêu trạm bơm Võng Phan xảy ra hiện tượng sạt lở cả hai bên, với chiều dài mỗi bên khoảng 20m, chiều rộng 3,5m, chiều sâu 4,5m. Cung sạt lở đang lấn vào sân thượng lưu cống, cách chân đê tả sông luộc khoảng 10m, cách nhà dân sinh sống dọc hai bên bờ kênh khoảng 3,5m, tiềm ẩn nguy cơ thẩm lậu qua thân đê, gây mất an toàn cho tuyến đê tả sông luộc. Cung sạt ép sát mép đường giao thông, kết hợp mặt đê bối. Bên cạnh đó, phần kênh nối tiếp từ cống Võng Phan ra sông luộc với chiều dài khoảng 350m đang có nguy cơ sạt lở. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hùng Nam yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn khảo sát,
thiết kế nhằm đánh giá nguyên nhân gây ra sự cố và thiết kế xử lý khắc phục sự cố trình cấp có thẩm quyền, thẩm định, phê duyệt, bảo đảm công trình vừa phòng chống lụt bão, vừa phát triển giao thông. Ủy ban nhân dân huyện Phù Cử phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các đơn vị liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến sự cố, xây dựng phê duyệt và triển khai phương án bảo vệ phương châm 4 tại chỗ, sẵn sàng ứng phó với các tình huống xấu có thể xảy ra, cắm biển cảnh báo sự cố sạt lở, tổ chức lực lượng phân luồng giao thông, thường trực kiểm tra và theo dõi, báo cáo kịp thời diễn biến sự cố. Thưa quý vị và các bạn, từ năm 1960, tỉnh Hưng Yên và tỉnh Long An đã kết nghĩa nhằm tăng cường mối quan hệ ruột thịt gắn bó giữa hậu phương miền Bắc và tiền tuyến Việt Nam. Đến nay, hai tỉnh vẫn duy trì mối quan hệ bền chặt trên nhiều lĩnh vực, tiếp tục phát huy truyền thống ấy. Trong hai ngày 26 và 27 tháng 10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên và Long An tổ chức cuộc làm việc trao đổi kinh nghiệm và ký kết chương trình hợp tác phát triển giữa hai tỉnh. Trong khuôn khổ chương trình, chiều nay, đoàn công tác Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An có buổi thăm làm việc tại một số nơi trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Tiếp làm việc và cùng đi với đoàn có đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên. Đoàn đến thăm, làm việc tại khu công nghiệp Thăng Long 2 trên địa bàn huyện Yên Mỹ và thị xã Mỹ Hào. Đây là một trong những khu công nghiệp kiểu mẫu của cả nước do tập đoàn Sumitomo của Nhật Bản triển khai từ năm 2006 với diện tích trên 520 ha. Đến nay, khu công nghiệp thu hút được hơn 80 dự án đầu tư, chủ yếu từ Nhật Bản. Đều là các dự án có hàm lượng công nghệ cao, hiện đại, thân thiện với môi trường, với nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới như Toyota, Panasonic, Daikin, Toto, Kyocera, Hoya. Các dự án này chiếm gần một nửa số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI tại tỉnh Hưng Yên, tương đương 3,5 tỷ đô la Mỹ, tạo việc làm cho 28.000 lao động. Tiếp đó, đoàn đến thăm khu đô thị Eco Park tại huyện Văn Giang với diện tích gần 500 ha, tổng vốn đầu tư 6 tỷ đô la Mỹ. Đây là khu đô thị sinh thái đẳng cấp, xanh, thông minh với hơn 20% diện tích là mặt nước và cây xanh, tỷ lệ xây dựng 21%. Khu đô thị Eco Park góp phần quan trọng vào việc nâng cao tỷ lệ đô thị hóa ở tỉnh Hưng Yên. Đoàn cũng đến thăm một số mô hình trồng hoa, cây cảnh tại xã Xuân Quan, huyện Văn Giang. Đây là các mô hình nông nghiệp công nghệ cao cho thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm. Sáng mai, ngày 27 tháng 10, tại trụ sở tỉnh ủy Hưng Yên sẽ diễn ra hội nghị trao đổi kinh nghiệm ký kết chương trình hợp tác phát triển giữa Ban Thường vụ hai tỉnh Hưng Yên và Long An. Thưa quý vị và các bạn, ngày 25 tháng 10, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ tổ chức lễ đón bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022. Xác định nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu và không có điểm kết thúc. Ngay sau khi đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2020, xã Yên Phú quyết tâm tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí phấn đấu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Từ năm 2011 đến nay, xã Yên Phú đã huy động trên 180 tỷ đồng, trong đó ngân sách xã 140 tỷ đồng, nhân dân đóng góp 10 tỷ đồng cùng hàng trăm ngày công tham gia xây dựng các công trình. Trong tổ chức sản xuất nông nghiệp, xã đã xây dựng được vùng sản xuất hàng hóa tập trung theo mô hình Việt Gáp đối với sản phẩm chủ lực rau sạch và cây ăn quả. Có 10 sản phẩm OCOP được xếp hạng 3 sao. Các mô hình phát triển kinh tế nông thôn hoạt động đảm bảo môi trường, thu nhập mỗi hectare canh tác đạt trên 500 triệu đồng. 7 trên 7 làng được công nhận và giữ vững danh hiệu làng văn hóa. Thu nhập bình quân đầu người của xã năm 2022 đạt 72 triệu đồng. Nhờ nỗ lực của toàn hệ thống chính trị, sự chung tay góp sức của cán bộ và nhân dân ba xã Hải Triều, Nhật Tân và Dị Chế, huyện Tiên Lữ, được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Theo đó, ngày 24 tháng 10 vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên công nhận xã Hải Triều là xã thứ 3 của huyện Tiên Lữ đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về lĩnh vực an ninh trật tự trong đợt 1 năm 2023. Trước đó, xã Nhật Tân đã đạt nông thôn mới kiểu mẫu về giáo dục và xã Dị Chế đạt nông thôn mới kiểu mẫu về văn hóa. Các xã Minh Phượng, Trung Dũng và Đức Thắng đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên công nhận xã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Bên cạnh 19 tiêu chí căn bản với các tiêu chuẩn xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, không chỉ góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân mà còn thúc đẩy sự học hỏi, những tinh túy trong quá trình theo đuổi và xây dựng hình mẫu tại các địa phương nơi đây. Thưa quý vị và các bạn, thôn Điểm Đông, xã Minh Phượng là địa phương có số ngôi mộ lớn nhất của huyện Tiên Lữ khi dự án đường Tân Phúc Võng Phan trải qua. Nhưng bằng sự đoàn kết và nỗ lực của cán bộ thôn, đến nay, thôn này đã cơ bản hoàn thành bước 1 trong di chuyển trên 100 ngôi mộ ra nghĩa trang mới. Đây là hình ảnh ngôi mộ đầu tiên dòng họ Vũ Công
đã được con cháu tổ chức di chuyển khỏi khu vực quy hoạch dự án xây dựng đường Tân Phúc, Võ Phan. Từ trước giờ là gia đình truyền thống, trong cả một cái chi họ, dòng họ ở đây, thì gia đình chúng tôi cũng là luôn chấp hành tốt mọi đường lối chủ trương chính sách của Đảng, thì thôi đằng nào cũng phải làm. Thì mình cứ sắp xếp thời gian, vì chúng tôi chuyển rất nhiều ngôi cho nên là cũng phải là chuyển dần các cụ, thì nó đảm bảo được cái giải phóng mặt bằng cho dự án. Sau 3 buổi họp dân để ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện và đại diện thôn Điểm Đông thông báo về dự án, phương thức, thời gian, địa điểm di chuyển mộ, 100 hộ dân tại thôn đã vui vẻ nhận tiền hỗ trợ di chuyển mồ mả. Trong đó, số ngôi mộ tại thôn chiếm trên 80% mồ mả của toàn dự án trên địa bàn huyện Tiên Lữ. Họp thôn cũng đưa ra tất cả đều đồng tâm làm. Nhà nước đã làm dự án đường cao tốc cho nó rộng rãi, thì chúng tôi rất đồng ý. Để tạo được sự đồng thuận này, ban chi ủy, các đoàn thể của thôn đã triển khai kế hoạch, bàn bạc, thấy rằng đây là công việc khó vì liên quan đến tâm linh, nên đã vận động các đảng viên gương mẫu chấp hành, sau đó tiếp tục tuyên truyền để quần chúng noi theo. Chúng tôi có nghị quyết của chi bộ cũng như là từ họp toàn thể nhân dân quy hoạch đón hết các cụ về khu nghĩa trang đồng bộ, thì chúng tôi phải họp, phải xin ý kiến chi bộ đấy, tuyên truyền vận động nhân dân. Thì tôi họp từng bước một là dân đề nghị cái này, chúng tôi giải quyết xong bước thứ hai, đến bước thứ ba thì dân tán thành về nghĩa trang đồng bộ. Rồi cái công tác tuyên truyền nó cũng phải là rộng rãi, cái toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân phải hiểu rõ được cái chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước, thì bây giờ tất cả các thứ nó mới xuyên suốt được như ngày hôm nay. Cùng với thiết kế nghĩa trang đồng bộ mới đẹp để quy tập mộ, thôn lập kế hoạch di chuyển mồ mả tập trung, trên cơ sở sắp xếp bố trí nhân lực, ca xe và thống nhất thời gian để các hộ gia đình có mộ trong dự án chủ động chuẩn bị các thủ tục di rời. Qua đó đảm bảo hỗ trợ tối đa cho các hộ dân trong quá trình di chuyển. Được biết thôn sẽ vận động nhân dân phấn đấu hoàn thành toàn bộ việc di chuyển mồ mả trong tháng 10 âm lịch năm nay. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Hưng Yên còn nhiều dự án sản xuất công nghiệp do doanh nghiệp và người dân tự thỏa thuận về giá bồi thường bị chậm tiến độ kéo dài hàng chục năm. Cho dù diện tích chưa giải phóng mặt bằng còn rất ít so với tổng diện tích dự án, trong khi doanh nghiệp đầu tư thì không xây dựng được nhà xưởng, còn người dân thì bỏ ruộng hoang không canh tác sản xuất. Khu sản xuất thì luôn chật chội, không thể đáp ứng khi đơn hàng sản xuất có nhiều khởi sắc hơn. Cực chẳng đã, nhiều diện tích sân và lối đi trong nhà máy bao bì nhựa Bình Dũng ở xã Tân Quang, huyện Văn Lâm được doanh nghiệp tận dụng làm nơi để nguyên liệu. Trong nhà xưởng thì máy móc và hàng thành phẩm được tận dụng tối đa ở những khoảng trống có thể. Dù biết việc này gây mất an toàn lao động và phòng chống cháy nổ, nhưng doanh nghiệp không còn cách nào khác. Nguyên nhân là do dự án mở rộng mà doanh nghiệp đang đầu tư tại xã chỉ đạo còn vướng một phần diện tích chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng kéo dài từ nhiều năm nay nên không thể xây dựng được nhà máy sản xuất mới. Cái dự án của tôi, của chúng tôi ở trong chỉ đạo cũng từ mấy năm nay rồi, nhưng phát triển là nó tiến độ quá chậm, mà bây giờ đây thì nó quá chật chội và nóng được. Ở đây là cuối cùng cái chất lượng nó ảnh hưởng. Với những doanh nghiệp đầu tư dự án mới, lần đầu tất cả vốn liếng đều đã bỏ ra chi trả đền bù, giải phóng mặt bằng, nhưng còn phần nhỏ diện tích chưa thể hoàn thành bởi hộ có đất đòi mức giá quá cao, trong khi doanh nghiệp thì bị thiệt hại lớn và đứng trước nguy cơ phá sản. Khu đất này rộng hơn 40.000 m2 thuộc xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, được cấp chủ trương đầu tư cho công ty Tú Anh từ năm 2015. Nhưng đến nay vẫn chỉ là khu đất hoang, cỏ dại mọc um tùm. Dù doanh nghiệp đã bỏ ra trên 10 tỷ đồng cho công tác giải phóng mặt bằng từ gần 10 năm nay, trong tổng số 27 hộ dân có đất, doanh nghiệp đã hoàn thành phương án thỏa thuận đền bù xong với 24 hộ, còn lại 3 hộ với diện tích 6.000 m2 ở vị trí ngoài cùng khu đất dự án, nhưng doanh nghiệp vẫn chưa thể xây dựng nhà xưởng sản xuất. Khi triển khai dự án đến nay, 8 năm rồi thì thực ra là dự án chúng tôi cũng đang nằm chết ở đây và cũng chưa có thể triển khai được các bước tiếp theo. Thảo luận tại hội trường về dự thảo luật đất đai sửa đổi vào tháng 6 vừa qua, nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng việc thực hiện dự án gặp vướng mắc là do phần lớn không thỏa thuận được, do không ít người dân đòi mức giá đền bù quá cao so với thực tế.
Giải pháp được nhiều đại biểu đưa ra, đó là nếu dự án thỏa thuận được từ 70% trở lên và thời gian đã chậm gấp 2 lần so với thời gian mà cấp có thẩm quyền cho phép, thì chính quyền phải vào cuộc để thực hiện việc giải tỏa và tính giá đất chỉ bằng giá quy định của nhà nước ở khu vực đó. Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm nay tỉnh Hưng Yên vẫn áp dụng mức thu học thêm trong nhà trường triển khai theo quyết định số 38 năm 2018. Mức thu này được đánh giá là thấp và chưa phù hợp với mức chi tiêu dùng hiện nay. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, được đánh giá cao về chuyên môn, trung bình mỗi tháng cô Hồng được trường Trung học phổ thông Kim Động bố trí giảng dạy 4 buổi phụ đạo buổi chiều với mức thu 3.000 đồng một tiết học một học sinh. Học phí của một buổi phụ đạo 3 tiết là 9.000 đồng. Sau khi trích 20% để nhà trường có kinh phí tổ chức các hoạt động giáo dục, mỗi giáo viên được nhận hơn 200.000 đồng. Chúng tôi thì cũng rất là mong muốn là Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ xem xét và nâng cái mức thu chi cho việc học thêm để một là sẽ đảm bảo cái thu nhập theo cái mặt bằng chung, và thứ hai là sẽ động viên cho các thầy các cô sẽ yên tâm hơn, phấn khởi hơn trong công tác dạy của mình ạ. So với bậc trung học phổ thông thì mức chi chế độ dạy thêm cho giáo viên trung học cơ sở còn thấp hơn, nhất là với những trường có ít học sinh như trường tiểu học và trung học cơ sở Minh Hoàng. Với hơn 300 học sinh ở bậc trung học cơ sở, sĩ số mỗi lớp chỉ khoảng 30 em, nhưng không phải học sinh nào cũng đăng ký học phụ đạo tại trường. Với mức phí học thêm là 2.500 đồng cho một tiết học. Một buổi chiều học phụ đạo khoảng 3 tiếng, một học sinh phải nộp 7.500 đồng. Mỗi giáo viên được chi trả khoảng 180.000 đồng. Trong khi đó, dạy phụ đạo buổi chiều được đánh giá là vất vả hơn so với dạy chính khóa. Nó là dạy thêm thôi, nhưng mà tất cả các cái kế hoạch bài dạy rồi là kế hoạch để giảng dạy học thì chúng tôi vẫn phải soạn như bình thường, như một tiết học lên lớp như chính khóa. Những em học sinh học tốt hoặc là đối với những em học sinh học lực yếu thì chúng tôi sẽ phải đến tận nơi để có thể là cầm tay chỉ việc cho các em, để các em có thể là nắm rõ kiến thức hơn, rồi là củng cố về kỹ năng làm bài. Công sức mà chúng tôi bỏ ra đối với này, các cái tiết học buổi chiều ấy, nhiều khi là còn phải mất nhiều thời gian hơn. Hiện nay tiền học thêm được Ủy ban Nhân dân tỉnh quy định theo quyết định số 38 năm 2018, mức đóng góp dao động từ 2.500 đồng đến 4.500 đồng một tiết học tùy vào bậc học và khu vực nông thôn thành thị. Mức thu này được đánh giá là thấp so với nhiều tỉnh thành và mức chi tiêu dùng hiện nay thậm chí chỉ bằng khoảng 1/10 so với tiền học thêm tại các trung tâm tư nhân. Chế độ thấp nên nhiều giáo viên có nguyện vọng không dạy thêm buổi chiều. Ban giám hiệu nhà trường, rồi ban chấp hành công đoàn, rồi các tổ chức trong nhà trường cũng động viên các thầy cô để thực hiện cái hoạt động dạy thêm trong nhà trường cho học sinh, và cũng đưa vào cái tiêu chí về chất lượng giáo dục để đưa vào thi đua, xếp thi đua cuối năm cho các lớp. Chế độ chi trả tiền dạy thêm cho giáo viên tại Hưng Yên đã được thực hiện nhiều năm nay, không phù hợp với diễn biến kinh tế thị trường. Thiết nghĩ các cơ quan chức năng cần có sự nghiên cứu, xem xét điều chỉnh mức thu phù hợp để đảm bảo đời sống giáo viên, giúp các thầy cô giáo yên tâm với sự nghiệp giảng dạy. Thưa quý vị và các bạn, khoảng 20 giờ 25 phút tối qua, ngày 25 tháng 10, tổ tuần tra kiểm soát giao thông thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hưng Yên tuần tra lưu động trên tuyến quốc lộ 38, khu vực cầu Yên Lệnh, phát hiện một phụ nữ đang có ý định nhảy cầu tự tử. Chứng kiến sự việc, tổ công tác đã nhanh chóng tiếp cận ngăn cản hành vi trên. Qua xác minh ban đầu, người phụ nữ này tên là TTQ, trú tại xã Quảng Châu, thành phố Hưng Yên. Do buồn chuyện gia đình nên chị đã có ý định tự tử. Sau khi được tổ tuần tra và quần chúng nhân dân khuyên can, động viên tinh thần, chị đã từ bỏ ý định và được lực lượng công an dùng xe tuần tra đưa về nhà và bàn giao cho gia đình, chính quyền địa phương. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.